Clear number one and number two, let's go. Gần về tới đích em, tại nó mới là chiến đấu với lương tâm nhất. Mưa rất là lớn, đường rất là trơn trượt. Em không đứng, nhưng mà nó không ngăn được tinh thần của chúng tôi. Tinh thần của những người là người trẻ là dám thử thách, dám chấp nhận khó khăn. Mệt và khổ nhưng mà cho chúng em rất là nhiều trải nghiệm. Cảm ơn Shinhan. Shinhan fighting! Shinhan fighting! Shinhan fighting! Quá đã, quá đã. Thầy mơ quá ai ba. Are you ready? Yeah! Shinhan! Are you ready?